Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Bình Điền của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là gần với trung tâm của thị trấn Chợ Gạo luôn. Có một miếng đất nằm trên mặt tiền lậu nhựa đang bán. Em quay cho anh chị mình xem thử nha. Thì đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền lậu nhựa này nè. Đó, em sẽ đi lại cho anh chị mình xem thử. Đây nè anh chị. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình ha. Thì anh chị thấy là đất của mình nó là sẽ nằm trên mặt tiền lộ nhựa luôn. Đường này là đường thông và là đường xe ô tô vô tới. Vị trí thì rất là đẹp, xung quanh hàng xóm thì cũng đông đúc nè. Một lát có em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem thử ha. Thì từ đây đi vô là nhà cửa rất là đông. Bây giờ Quyền Trang đang đi là khoảng buổi chiều đó anh chị. Chiều mát mẻ, cái hàng xóm người ta ra ngoài trước người ta ngồi uống cà phê đều đó cũng rất là vui vẻ ha. Thì cái miếng đất này là miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu nè. Thì nguyên cái miếng này á, là có hai nền nha. Thì bề ngang á, là 10m, chiều dài là 40. Mình sẽ tính từ ở vị trí này. Đây anh chị xem. Đây nè, từ cái hàng rào ở đây nha anh chị. Đây, từ ở đây mình sẽ đo ngang qua là 10m. 10m đó thì Quyền Trang đo hào hảo á, nó sẽ qua cây cục điện một tí xíu. Nói chung là bề ngang 10, bề dài là 40. Có 200m thổ cư, chủ kêu giá là 1,5 tỷ. Còn nếu như mà anh chị nào mà thấy 1,5 tỷ nhiều quá thì mình mua một nửa thì chủ vẫn bán nha. Thì một nửa là bề ngang sẽ là 5m, chiều dài là 40, có 100m thổ cư, giá là 750 triệu. Thì ví dụ như là một nửa thì mình sẽ tính từ ở bên này đi ha. Từ ở ngay đây nè, mình sẽ đo ngang qua là 5m. 5m thì hồi nãy Quyền Trang đo là nó sẽ nằm ở cái khoảng ở đây nè. Đây, 5m là nó sẽ nằm ở đây nha. Đây, thì của mình nó là có hai cái cuốn sổ. Mỗi sổ là bề ngang 5m, hậu là 5m luôn. Đất là vuông vức sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Thì cái một sổ á, lậu nhựa là ngang 5m, từ ở bên này đi ngang qua là 5m, chạy dài xuống là 40. 40 á thì mình sẽ xuống tới khúc này nè. Nói chung là ngang 5 dài 40 và có 100m thổ cư. Chủ kêu giá là 750 triệu. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết luôn và chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ cho anh chị mình hết. Thì đang có sổ sẵn nha, anh chị muốn ra công chứng lúc nào cũng được. Tại vì cái này nè 5m, 5m đó là dài 40. Thì để coi tổng diện tích của mình nó là khoảng 199m² một nền á. Thêm một miếng nữa là gần được 200m² á ha. Đấy, thì chủ nói là tại vì cái này là một chủ thôi mà có hai sổ. Mỗi một sổ là 5m. Nếu mà anh chị được á, anh chị mua luôn ngang 10m, chạy dài 40 luôn á, thì càng tốt, chủ sẽ bớt nhẹ cho anh chị để mình lấy lọc ha. Đấy, lậu nhựa ngon lành ha. Nếu mà mình mua 10m dài 40 là nó tới khoảng gần 10 mà dài 40 thì nó gần 400m² luôn rồi, mà có 200m thổ cư nữa, giá là 1,5 tỷ. Còn một nửa thì mình mua khoảng 750 thôi. Để em mở định vị lên cho anh chị mình xem cái vị trí ở ngay cái khu này nha. Trước tiên là để em cho anh chị xem cái hướng trước cái đã. Này, thì anh chị nhìn nè, đất của mình nó là sẽ nằm ở hướng Tây ha. Đất là hướng Tây. Này. Rồi, thì đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè. Anh chị thấy là xung quanh nhà cửa là rất là đông luôn. Đó, đông đẹp lắm nha. Quanh đây nhà cửa rất là đông. Đường của mình là đường thông và nó còn thông dài lắm. Em sẽ phóng to tí xíu cái vị trí cho anh chị mình xem. Đây, anh chị xem nè, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng đó. Rồi, thì để em phóng to tí xíu nữa cho anh chị mình dễ hình dung cái khu này nha. Thì cái chỗ mà cái xác suất thấp á, là cái vị trí của Quyền Trang đang đứng ha. Thì anh chị thấy là ở đây á, là gần cái vòng xoay Chợ Gạo nè. Cái khu này người ta hay còn gọi là cái khu dân cư rồi á. Này, nè, anh chị thấy là đây là cái khu dân cư Long Thạnh Hưng nè ha. Đó, rồi ở đây là gần chợ, trường học, ủy ban,
Nói chung là khu vực ở đây anh chị đi khoảng trung bình khoảng tầm chừng 5 đến 10 phút thôi là mình sẽ đi trọn vẹn cái trung tâm của chợ gạo. Này anh chị xem, sát bên luôn chợ rồi trường học, ủy ban, nói chung bệnh viện đồ á đầy đủ hết. Này đây là cái vị trí mà Quỳ Trang đang đứng nè. Đó, anh chị mình dễ hình dung chưa? Rồi thì từ ở đây á mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình nó là khoảng hết 3G rồi sao kỳ vậy em? Không được nha. Nè, bên kia hết 3G rồi, Quyền Trang sẽ mở bên này nha. Chắc xài nhiều quá nó hết á. Thì chị mở bên này. Này. À, anh chị xem nè. À, để coi. Đây, anh chị xem. À, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nha. Nó gần với trung tâm dạy nghề nè. Em nhớ là ở đây là có cái dự án mà trung tâm hành chánh của chợ gạo giờ về á. Nhưng mà cái này thì em không có gành. Chị chủ đất thì chỉ rất là gành cái này, nhưng mà em không gành. À, anh chị nhìn nè, từ ở cái vị trí của em á mà mình đi lại cái khu dân cư Long Thạnh Hưng thì rất là gần luôn. Rồi ở đây á là gần ở đây nè, mình sẽ có cái chợ Long Bình Điền ở khúc này, rồi mình cũng có một cái trường y tế ở đây luôn. Đây anh chị nhìn nè, ngay cái dòng xoay á là mình sẽ có cái chợ Long Bình Điền ha. Rồi qua tí xíu á là mình sẽ có cái trung tâm y tế, cái bệnh viện chợ gạo nó ở đâu khúc này nè. Đó, em phóng cho anh chị xem thử. Đây trung tâm y tế của huyện chợ gạo nè. Đó. Ở đây thì nói chung là sát bên trung tâm rồi, nhưng mà nó vẫn còn thuộc về cái xã Long Bình Điền ha. Đó anh chị xem cái vị trí của em nè. Đó. Đây, rồi. Thì ở đây thì sát bên trung tâm thị trấn rồi. Còn từ ở đây á, mà về thành phố Mỹ Tho thì trung bình nó là khoảng để em bấm thử nha. Này. À, ở đây mà mình về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình là khoảng 15 phút nha. Chạy xe là khoảng 10 cây số. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm miếng này á, thì hãy alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. À, quanh cái khu này nè nó có nhiều cái dự án phát triển lắm. Bữa chị chủ á, chị nói một hơi một lèo cho em luôn mà em không có nhớ cái gì hết. À, thì thôi mai mốt anh chị xuống đây á, thì mình hãy gặp chị chủ luôn á, rồi mình thương lượng giá cả với chị ấy, sẵn mình xem sổ luôn rồi mình hỏi kỹ hơn với chị ấy ha. Thì anh chị thấy nè, nói chung mà được cái thì lộ nhựa là ngon lành rồi, nhà cửa thì cũng có sẵn đông đúc luôn, gần khu dân cư, thì gần bệnh viện, trường học, ủy ban, nhà cửa thì đông đúc, vậy là khá là đẹp rồi. Rồi em xin chào anh chị nha, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Quyền Trang.